Xin kính chào quý vị các bạn, hiện tại mình đang có mặt ở nhà của em Ngân ở Quỳ Gò Gạo, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay em Ngân có dựng một số cây mai tàn ha, dáng trực tàn không, bông đẹp nhiều cánh luôn, bông chùm quý vị đây, rất đẹp, giá thì rất mềm ha, rất mong quý vị ủng hộ cho em Ngân, bông chùm luôn, rất nhiều bông. Ơi chào em. Em chào anh Tâm, em chào tất cả quý cô chú anh chị em mình trên toàn quốc ha. Đây hôm nay em có về lô mai tàn vài chục cây ha cô chú anh chị em, giao lưu cô chú anh chị em mình giá hữu nghị thôi ha. Vườn của em thì ở ấp Tân Ninh, xã Sơn Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại giao lưu của em là 0368420428, cũng là số giao lưu luôn. Mong cô chú anh chị em mình hôm nay theo dõi hết clip và ủng hộ cho em ha. Rồi giờ vô mã số 1 luôn cô chú anh chị em ơi. Bông chùm nữa ha cô chú anh chị em. Nhánh nồng có luôn. Nụ chùm không luôn. Này là giáo hạt Thủ Đức nha cô chú anh chị em ơi. Mặt bông nó dao động từ 6 cho tới 12 cánh. Cây mã số 1 này 22 hoành. Đó, có củ nở luôn cô chú anh chị em ơi. Tàn đều do luôn. Chiều cao của nó là khoảng 1m7 có hơn ha. Đó, chiều cao của nó khoảng 1m7 có hơn ha cô chú anh chị em. Rồi cái này giao lưu cô chú anh chị em mình 550.000. Chỉ có 550 ha. Quý vị nhập tay cho em. Em bao sóng bao xếp toàn quốc luôn. 22. Cái hoành ghi không kịp thì thôi khỏi ghi. 22, 550. Rồi, tàn thông đúng vậy. Rồi, tiếp cây mã số 2. Cây này hoành thân của nó là 19 hoành. Đó, 19 hoành rưỡi tính cô chú anh chị mình 19 thôi ha. Ở chiều cao cây này khoảng 1m rưỡi có hơn luôn cô chú anh chị em, gần 1m6 ha. Rồi cây này giao lưu cô chú anh chị mình 200.000. Rồi, 200 ha. Đó, hình thức bao của em là luôn. Bao sóng bao ship toàn quốc cho anh em mình ha. Nhanh tay cho lẹ. Rồi, lên cây số 3. Cũng tàn thông luôn ha. Cây này có củ nở luôn cô chú anh chị em ơi. Lấy cái đầu chim lại. Chiều cao cây này là nó tầm khoảng 1m6 ha. Củ khá to ha. Củ nở luôn. Cây này 22 hoành. Chi cành cũng rất là đều nè cô chú anh chị em, củ nè. Xương cành nó rất là đều ha. Rồi cây này giao lưu cô chú anh chị mình 280.000. 280 ha. Đó, toàn bộ mai này là giáo hạt Thủ Đức nha cô chú anh chị em ơi. Mặt bông nó rất là đẹp luôn. Rồi tiếp tục lên cây mã số 4. Chiều cao cây này khoảng 1m6 có hơn luôn. Hoành thân cây này là 18 hoành. Nó có củ nở như đây nè ha cô chú anh chị em. Rồi cây này giao lưu cô chú anh chị em mình 200.000. Rồi chỉ có 200 thôi quý vị. Rồi tiếp tục cây mã số 5. Rồi, số chiều 5. Cao cây này thì khoảng 1m rưỡi luôn. Hoành thân cây này là 18 hoành luôn. Rồi cây này giao lưu cô chú anh chị em mình 180.000. Rồi 180. Rồi tiếp tục cây mã số 6. Rồi, số 6. Chiều cao cây này khoảng 1m rưỡi ha cô chú anh chị em. Hoành thân cây này là 17 hoành. Tay cành nó cũng rất là đều luôn cô chú anh chị em ơi. Rồi cây này giao lưu cô chú anh chị em mình 180.000 luôn. Rồi, 180 luôn vậy. Bông của nó là đa phần là bông chùm ha cô chú anh chị em ơi, rất là đẹp ha. Cây này nó nở bông gió rồi nó, ủa nó nở bông rồi nó trên nó gió rụng hết rồi. Cây này 18 hoành, mã số 7. Cũng có đế luôn. Đó, bông nó chùm ở trên đó cô chú anh chị em. Bông chùm. Nụ một chùm của nó là 8-9 bông. Rồi cây này giao lưu cô chú anh chị em mình 180.000 luôn. Rồi 180 ha. Rồi tiếp cây mã số 8. Rồi, số 8. Củ nở cô chú anh chị em ơi. Hoành thân cây này là 17 hoành. Rồi. Cây này lùng lực cao khoảng 1m1 ha cô chú anh chị em. Rồi cây này giao luôn 170.000. Rồi, 170. Mã số 9. Chiều cao cây này khoảng 1m1 luôn. Hoành thân cây này 15 hoành. Rồi.
Giao lưu cô chú anh chị mình 150.000. 150 ha. Xuống. Rồi tiếp em lên mã số 10 ha. Chiều cao cây này khoảng 1m3. Hoành thân của nó là 14 hoành. Để bàn đều nè. Rồi cái này giao lưu cô chú anh chị mình 150.000 luôn. Rồi 150 ha. Giá rẻ cô chú anh chị em ơi. Rồi tiếp cây mã số 11. Chiều cao cây này thì khoảng 1m6 hơn ha cô chú anh chị em. Hoành thân cây này 18 hoành. Đây nè. Nha. Rồi giao lưu cô chú anh chị em mình 200.000. Rồi 200 thôi. Đây một cây tàn tròn lùng lực. Chim lại giùm coi. Hoành thân cái này là 20 hoành. Tán tròn lùng lực các cô chú anh chị em, cao khoảng 1 m 1 ha. Rồi cái này giao lưu cô chú anh chị em mình 230.000. Rồi 230. Rồi tiếp tục cây mã số 13. Cũ nở ha. Đó nguyên cái cũ nở nè cô chú anh chị em. Cây này chiều cao nó thì khoảng 1 m 4 ha. Hoành thân cái này là 19 hoành. Rồi. Củ nơm nở. Cái này giao lưu cô chú anh chị em mình 200.000. Rồi 200 thôi. Rồi tiếp tục cây mã số 14. Chiều cao cây này khoảng 1m2. Hoành thân 18 hoành. Cây này giao lưu cô chú anh chị em mình 160.000. Rồi 160. Rồi tiếp cây mã số 15. Rồi 15. Nhỏ nhỏ nơm nở cô chú anh chị em ơi. Hoành thân cái này 16 hoành. Chiều cao của nó là khoảng 1m5 luôn. Rồi giao lưu cô chú anh chị em mình 170.000. Rồi 170 ha. Bao sóng bao ship toàn quốc cho anh em mình luôn. Rồi tiếp tục em lên cây mã số 16 ha. Cây này lực. Rất là lực luôn cô chú anh chị em, cây này khá là to luôn. Tàn tròn ha. Để cho ngay rồi. Cho anh em mình xem cái bộ đế của nó nè cô chú anh chị em. Đây còn to lực ha. Bộ đế của nó một khối đế ha. Bên đây thì có chân, bên đây thì nó nơm nở xuống ha. Tại cây này lớn cho nên em không có moi xuống nhiều. Nó sợ si cây của anh em mình. Đây thì những cái nắp này nó cũng đã bể xù ha. Luôn. Cây này đem về trồng nó rất là có tương lai luôn của chú anh chị em. Nè tay cành của nó một nắm ha, rất là lực luôn. Cây này thì chiều cao của nó khoảng 1m3 có hơn, lùng lực. Hoành thân cái này là 24 hoành. Rồi. Tay cành nó rất là lực luôn của chú anh chị em, đều như sắp luôn ha. Rồi cây này giao lưu của chú anh chị em mình 800.000. Rồi 800. Đó em bao sóng bao ship toàn quốc cho mình luôn. Có xù luôn. Có xù mà có bộ đế luôn của chú anh chị em. Khá tay cành nó rất là tròn luôn, rất là lực cây. Rồi tiếp tục em lên cây mã số 17. Thôi 17 hãy siêu phong nè. Cây này hoành thân là 16 hoành. Rồi. Chiều cao của nó khoảng 1m2. Giao lưu của chú anh chị mình 150.000. Rồi 150 thôi. Này thêm một cây đế nơm nở tàn tròn. Cây mã số 18. Hoành thân cây này là 19 hoành nha cô chú anh chị. Củ nở nè. Củ nở ha. Củ nơm nở nhìn cây rất là duyên dáng cô chú anh chị em ơi. Rồi cây này giao lưu cô chú anh chị mình 180.000. Rồi 180 ha. Rồi một thân một cốt luôn. Cây mã số 19, hoành thân cái này là 17 hoành.
Rồi cây này giao lưu cô chú anh chị mình 160 ngàn. Rồi 160. À, chỉ có vài trăm ngàn thôi mình sở hữu được cây mai rất là duyên dáng cô chú anh chị em ơi. Mã số 20. Hoành thân cái này là 14 hoành rưỡi. Rồi. Tính của chú anh chị mình 14 thôi ha. Cây này cao khoảng 1m3. Giao lưu của chú anh chị mình 160 ngàn luôn. Rồi, 160. À, rất là đẹp, duyên dáng của chú anh chị em ơi. Toàn bộ là giả hạt Thủ Đức ha. Bông của nó là khỏi phải chê. Hoành thân cái này là 17 rưỡi. Tính của chú anh chị mình 17 thôi nè. Rồi. Mã số 21. Chiều cao của nó khoảng 1m1 luôn ha. Giao lưu 150 ngàn. Rồi, 150. À, không ở đâu rẻ bằng shop em nữa cô chú anh chị em ơi. Rồi tiếp cây mã số 22. À, tông cao ha. Đây cây này khá là to ha cô chú anh chị em. Chiều cao nó khoảng gần 1m7. Củ nở luôn. Đây có củ nở luôn. Đó, cây to cho nên em không dám mau xuống nhiều. À. À, để cho khỏe cây anh em mình. Rồi hoành thân của nó là 20 hoành. Rồi cái này giao lưu của chú anh chị em mình 220 ngàn. Rồi 220. À, cây này về anh em mình không thích chê tàn mình về mình sắt phôi xuống. À. Ghép bao đẹp của chú anh chị em ơi. À, cây có đế nở rất là to. Chiều cao cây này khoảng gần 1m7 luôn. Mã số 23. Hoành thân cây này 19 hoành. Rồi. À, giao lưu của chú anh chị em mình 220 ngàn. Rồi 220. Mã số 24. Đây đế bàn đều luôn cô chú anh chị em ơi. Nhỏ nhưng mà đế nó rất là lực. Hoành thân 15 hoành. Đó, cộng này cũng nói rất là lực nè cô chú anh chị em. À, bốn mặt ha. À, tai cành thì xương ngang khá đều. Đều do luôn. Rồi cái này giao lưu cô chú anh chị em mình 170 ngàn. Thôi 170. À, cây này cái đế nó nơm nhìn hơi quái quái nha cô chú anh chị em ơi. Cây mã số 25. Em đo ngay chỗ cái eo này đi. Cây này 17 hoành. Rồi. Đây nó giống như cái nó có cái eo đây xuống. À. Nó nở cũ đây ha cô chú anh chị. À. Cây em chưa rửa nhìn hơi đen ha. Nhìn còn hơi hơi tối. Chiều cao của nó khoảng 1m1. Giao lưu cô chú anh chị em mình 160 ngàn. Rồi 160. Rồi tiếp cây mã số 26. Cây này lùng lực ha cô chú anh chị em. Tàn dù. Hoành thân cây này 17 hoành. Đó, tàn dù tay xương cành nó lực ha cô chú anh chị em ơi. Rồi cái này giao lưu của chú anh chị mình 180 ngàn luôn. Rồi 180. Đây thêm cây mã số 27. Hoành thân cây này ở đây là 19 hoành. À, có đế luôn ha cô chú anh chị em. À. Mai tàn thì đa phần có cây nào đế thì nó cũng ít. Cây này thì cao khoảng 1m1, giao lưu của chú anh chị em mình 200 ngàn. Rồi, 200. Mã số 28. Hoành thân cây này là 18 hoành luôn của chú anh chị em. À, xương cành của nó cũng rất là đều. Có đế luôn ha. Rồi cây này giao lưu 180 ngàn luôn. Rồi, 180. Đây một cây tàn dù mã số 29. Này tại em làm cái bầu nó nghiêng nha cô chú anh chị. Hoành thân cây này 20 hoành. Rồi, lực cây nè. Nở nó nơm xuống đây nè hả cô chú anh chị. Em làm cái bầu không được đều. Chiều cao cây này khoảng 1m5 luôn. Vô luôn cô chú anh chị mình 250 ngàn. Rồi, 250 ha. Cây mã số 30. Đó, thêm một cây tàn dù nữa luôn. Hoành thân cây này là 22 hoành. À. Xương cành nó rất là lực. Chiều cao của nó khoảng 1m6 có hơn ha cô chú anh chị em. Cây này giao lưu của chú anh chị em mình 260 ngàn. Rồi, 260 ha. Quá đẹp. Đó, xương tàn rất đều. Hoành thân cái này là 17 hoành, mã số 31. Chiều cao của nó là khoảng 1m3 luôn. Giao lưu của chú anh chị mình 150 ngàn. Rồi, 150 ha.
Rồi tiếp cây mã số 32, chiều cao cây này thì khoảng 1m2, có hơn gần 1m3 ha cô chú anh chị em. Quành thân cây này là 18 quành. Rồi. À, tài cành đó ha. Rồi cây này giao lưu cô chú anh chị em mình 170 nghe. Rồi 170. Cây mã số 33. Quành thân cây này 18 quành luôn. Đó, cây này xương ngang ha cô chú anh chị em. Rồi cái này giao lưu cô chú anh chị em mình 200k. Rồi 200. Rồi cây mã số 34, quá sức nè cô chú anh chị em. Bộ đế nè. Đây, củ to nè. Quá sức cái củ to nè, một bàn tay em luôn cô chú anh chị em ơi. Quành thân là 21 quành. Quành thân này là 21 quành, chiều cao của nó là 1m5 có hơn ha, gần 1m6. Xương cành rất là đều luôn. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị em mình 370 nghìn. Rồi 370. À, quành to mà giá nhỏ cô chú anh chị em. To nhỏ nhỏ ha. Bao ship luôn. Rồi giờ em lên combo cho cô chú anh chị em mình tham khảo ha. Rồi, phôi dán chụp nữa vậy. Combo mã số 35, 3 cây nha cô chú anh chị em ơi. Đó, cái phôi này của em nó đang rất là mạnh nè cô chú anh chị em. Đó, nó đang bung tuột quá sức nè. Tốt ghê cái lá nè cô chú anh chị em. Đây, lá to to ha. Lá này cỡ bàn tay em luôn. Nè. Lá to nè. Lá quá sức ha. Phôi này nó đang lên rất là sung luôn cô chú anh chị em ơi. Cái chiều cao cây cao nhất đi ha. Chiều cao của nó là 53 luôn nè. Đó. Quành thân cây này là 16 quành. Rồi. Cây ở giữa này là 14 quành rưỡi, tính cô chú anh chị mình 14 thôi nè. Cây này 15 quành. Rồi. Đó, quá sức đi chơi luôn cô chú anh chị em. Cây nó rất là tốt, lá nó rất là to. Lá rất là mướt luôn. Rồi combo mã số 35, giao lưu cô chú anh chị mình 360 ngàn. Rồi 360 ha. Đó, quá sức phôi của em mới đi chơi rất là mạnh cô chú anh chị em. Lá mướt mượt luôn. Ba cây chỉ có 360 ngàn thôi. Rồi tiếp tục em lên combo mã số 36 ha, cũng là 3 cây. Rồi, luôn 3 cô chú anh chị em. À, mấy cây này đi cơi hết ráo rồi cô chú anh chị em ơi. Cái nào cũng vậy. Cái này cũng là giống giảo hạt Thủ Đức luôn cô chú anh chị em. À. Chiều cao của nó là 66. Quành thân cây này là 15 quành. Đây nó có cái củ nữa hả cô chú anh chị em. Mấy cái này về mình trồng mình kéo nó xuống ha. Em có tha keo vô mấy cái đầu cây hết rồi. Quành thân của nó là 17 quành. Đó, cây ở giữa này nơm sổ xuống rất là duyên dáng. Cây này 14 quành. À, ba cây này cây nào cũng đi cơi hết rồi, lá cây nào cũng mướt mượt luôn. Rồi combo 36 này giao lưu cô chú anh chị mình 380 ngàn. Rồi 380 ha, có ngay ba cây nè. À, phôi đi cơi rất là lá, nhìn rất là mướt ha cô chú anh chị em. Này anh em mình về ghép là khỏi phải lo luôn. Cái này nó sống 100%, nó đã đi chơi hết rồi. Rồi tiếp tục em lên combo mã số 37. Cũng là combo cuối clip luôn cô chú anh chị em ơi. Cuối clip ha. 3 cây luôn. 4 cây ha. 4. Rồi combo cuối clip 4 cây luôn cô chú anh chị em. Mã số 37. Lấy cây cao nhất ha. Rồi chiều cao cây này là 67 luôn. Đó, nơm nở duyên dáng. Quành thân cây này là 15 quành đúng nè. Đó, cây giữa này 16 quành. Cây này 16 quành luôn. Cây nào cũng nơm nở. Cây này 17 quành. Đó, nơm nở lá mướt mượt đi cơi hết rồi nè cô chú anh chị em ha. Lá của nó nhìn như vậy là rất là tốt của cô chú anh chị em. Bông của nó cũng là bông chùm luôn.
Đó, đây, nụ nữa ha. Chùm ha. Bông chùm ha cô chú anh chị. Rồi combo mã số 37 4 cây này em giao lưu cô chú anh chị mình 520.000. Rồi 520 ha, có ngàn dạ. 4 cây nữa vậy. Rất là rẻ luôn cô chú anh chị em bao sóng bao ship cho anh em mình toàn quốc. Rồi, đó đi. Gửi giùm em. Rồi cuối clip em cũng cảm ơn cô chú anh chị em mình đã đồng hành thời gian vừa qua với em. À. Mong cô chú anh chị em mình clip này cũng ủng hộ cho em ha. Cảm ơn cô chú anh chị em mình rất là nhiều. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho em Ngân ha. Rồi bây giờ mình cũng tạm dừng nhé. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chụp mấy người đó đi cay cho đẹp.